Kính chào quý vị và các bạn. Đã bước sang những ngày đầu của tiết lập thu nhưng nắng nóng vẫn xảy ra diện rộng ở các tỉnh thành Bắc Bộ và Trung Bộ, có điểm nắng nóng gay gắt ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của người dân. Dự báo tình trạng ít mưa, nắng nhiều vẫn diễn ra trên khu vực Bắc Bộ trong ngày mai. Trong đó, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tương tự tại miền Trung, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây nên tại khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng còn diễn ra trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, nắng nóng chỉ xảy ra cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày từ 32 đến 35 độ. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng, người dân chú ý đề phòng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình, ban ngày trời có nắng, đến chiều tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa không lớn. Nhiệt độ cao nhất ở vùng cao Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 30 đến 33 độ, còn Nam Bộ là dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, trên khu vực Biển Đông duy trì gió Tây Nam đến Nam, trong đó khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió mạnh dần lên mức cấp 5, vùng biển phía Tây có lúc cấp 6 biển động, mưa dông cũng gia tăng ở phía Nam nên tàu thuyền chú ý để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ trên cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ở mức là dưới 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngày đêm dao động trong khoảng từ 27 đến 38 độ.